Quý vị thân mến, đây là vòng tranh đấu đầu tiên của chúng ta mang tên là Lúc Là Lúc Lắc. Và đây chính là hai người mẫu của chúng tôi mời từ bên Mỹ về. Và hai người mẫu này sẽ giới thiệu luật chơi như sau. Vâng, chúng ta có hai chiếc hộp đằng sau lưng của hai người chơi. Và chúng ta sẽ thi đấu đối kháng nhé mọi người thân mến ơi. Trong chiếc hộp này có gì, có gì, có gì nào? Sẽ có 15 quả bành bóng bàn. Nhiệm vụ của hai thành viên của hai đội chơi như sau. Các bạn sẽ phải dùng tất cả mọi thế lắc của mình, lắc làm sao cho những cái quả bành này rơi xuống hết, rơi xuống hết. Đúng rồi, trong hộp này không còn cái gì cả. Đội nào rơi nhanh nhất thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Đơn giản như vậy thôi. Vâng. Rồi, đây là lượt đầu tiên, Lê Trang và Tico. 3, 2, 1, lắc đi! Chào, chào. Đúng rồi. Rồi, hay quá, hay quá, hay quá Trang ơi. Tốt rồi Trang ơi, Trang ơi, hay lắm Trang ơi. Ê, phải rồi Trang, ừ, là nửa Trang. Thụ manh, cầm đây, cầm đây. Tico, Tico còn khoảng 4 trái, ơi, 3 trái rồi. Tico ơi, lộn mèo đi, lộn mèo đi, lộn mèo đi, lộn mèo đi. Không, lộn lên nữa, mạnh lên nữa. Ôi, mệt quá. Lộn mèo ấy, lộn mèo ấy. Không được, không được, không được, trời giúp, không được, trời giúp. Lắc đi, lắc đi. Lắc đi. Trời ơi, sao không được vậy? Đứng lên, đứng lên. Nó nghe thở oxy cái mệt quá. Rồi, rồi, rồi. Nhảy đi, lắc, nhảy đi. Nhảy đi, nhảy đi. Tâm 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 tâm. Nhảy đi. Trời ơi. Trời ơi. Đỡ cho, đúng rồi. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi. Khó. Mày lắc lên rồi. Lắc đi, lắc đi. Còn hai trái, còn hai. Cố lên, Trang ơi. Cố lên, Trang ơi. Cố lên Trang. Tí cô ráng lên Trang. Quý vị thân mến, 30 phút đã trôi qua rồi. Và bây giờ tôi xin tuyên bố, nếu như Lê Trang hoặc Tí cô chỉ cần rớt một trái thôi là đội chiến thắng. 2, 3, lắc tiếp. Nhảy lên, nhảy lên Trang. Một trái. Quý vị và các bạn thân mến, còn nói gì nữa, người chơi chiến thắng ngày hôm nay là Lê Trang. Và bây giờ sẽ là lượt thứ hai, Hồng Thanh và Xuân Tiến. Bây giờ mình thử nha. Nè, mình thử, mình nhạc lên cái mình nhảy thử nha. Ok, 2, 3. Bum 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 bum. Và bây giờ nhảy rớt banh, 3, 2, 1, nhảy đi. Đó, đúng rồi. Trời ơi. Hay lắm anh ơi, hay quá anh ơi. Gắn lên tiếng ơi, gắn lên, em được rồi, được rồi. Thanh ơi, còn 2 trái. Đó, còn 1 trái nữa, 1 trái nữa, 1 trái nữa. Gắn lên, 1 trái nữa. Hay quá, hay quá. Bưng về, bưng về. Hay quá, bưng về. Hay quá. Một trái banh cho nên là 20 điểm thuộc về đội chơi đâu thắng đó. Yeah. Hay quá. Chúng ta chỉ còn một lượt cuối cùng nữa mà thôi, để xem đội nào sẽ có 20 điểm. Xin mời lượt thứ ba. Đây là lượt 3. Dạ. Dương Thanh Vàng và anh Hồ Việt Trung. Không biết. Ồ, bây giờ 30 mấy năm mới có lúc xài nè. Đấy. Tuyệt chiêu cuối của nhóm em. Tuyệt chiêu cuối nè. Đúng rồi. Còn đây, Dương Thanh Vàng mặc dù không có gì. Nhưng có niềm tin, đúng không? Anh tin em có sự dẻo dai. Em sẽ cố gắng bẻ xương, bẻ khớp. Em vô phẫu thuật chỉnh hình. Trời ơi. Cố gắng và thắng phần thi này. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Hay lắm Trung ơi. Trời ơi. Hay quá Trung ơi. Lắc đi. Lắc nữa Vàng ơi, lỡ nữa đi. Trời ơi. Hay quá Vàng ơi. Cái gì vậy? Ủa hết chưa? Chưa chưa. Còn một trái. Còn một trái duy nhất thôi Vàng ơi. Nằm xuống đi chơi. Trời ơi. Quý vị và các bạn thân mến, thật sự tôi nghĩ là sau khi chiến thắng 20 điểm này xong nên đi phẫu thuật chỉnh hình liền. Ủa, mới vòng 1 thôi hả? Ừ. Còn sức đâu chơi mấy vòng sau. Trời ơi, mình chiến thắng rồi, thôi bưng về 20 điểm nữa cho đội MOL. Và bây giờ mình xin được mời tất cả quý vị đến với vòng tranh đấu thứ hai được mang tên Bánh Rán Di Động. Xin mời.